À, đây là ấp văn hóa Lợi An à. Chương trình giọt nước nghĩa tình đến với Gò Công à, do tại cựu chiến binh sư đoàn 302 tài trợ à, qua một số người mạnh thường quân ở trên Facebook à, đóng nước chai thị xã Gò Công. Chụp tôi đã, chụp tôi. À, rồi vô. Chào các bạn, những đồng đội 302 của Sơn Trần, các bạn Facebook. Qua một giờ làm việc thì phải nói là quá mệt luôn. Bà con ở đây rất là cần nước uống. Anh em hồi nãy giờ cũng thấm mệt hết trơn rồi. Đổ mồ hôi hết. Thay mặt cho bà con Gò Công ở đây, cảm ơn những đồng đội 302 của mình đã có những cái giọt nước nghĩa tình rất là quý giá, cũng như là các bạn đã ủng hộ cho chương trình. Chương trình này thì mới làm chỉ có 300 bình thôi, còn bao nhiêu thì sẽ đi qua bên Tân Phú Đông, bên đó còn khác rất nhiều hơn ở bên đây. Một lần nữa thay mặt chương trình cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Cảm ơn. Nước nghĩa tình đến với Gò Công. Của ta sắc trùng hả? Mời. Quay rồi, đang quay rồi. Nói chút xíu mà nói sao. Ừ. Là kênh YouTube của chị Dương. Chỉ đường chưa? Nó tới đâu rồi? Ngay cái sân Bình Tân quẹo xuống á, trời sao không biết lại ấp quá là ăn nha. Tới rồi. Xuống tới đây là thấy đúng đóng giả này. Ở dừng ở đây mà không biết ra. Sao? Này không cơ phải ấy nữa nè. Tôi nghĩ cho mỗi lần có tao mà nó sẽ đau mà thôi để thôi. Khẩu trang giả mua không có chứ. Mua khẩu trang giả. Này đâu có mài cậu khẩu trang à, chăn màu vải cũng được. Ở thành phố nó mài quá trời đó. Đây nó mài bán như đó, 5 ngàn cái. Đó, bán thấy bán ngoài đường quá trời mà. Ở đây giờ cũng hiếm lắm. Người mua được cái không có cái áo thun ra, cái áo thun ra làm cái mũi mà làm bấm mấy kẹp ra lâu móc cũng được, xài cũng được nhiều. Thuốc đang bây giờ đây một hộp 300 mà không có mua. Thôi mua giải, ý mua giải được rồi đừng mua cái này. Thuốc đang nhận hiếm quá, những cái anh cũng mừng không có. Có giấy. Đây đây đây. Đây đây. Đây có giấy bí thư ký đồng bà.
ở tức lộ không có xài nước không có giấy. Vô đây ta xin cái giấy có vậy. Mấy em nào không có giấy về sớm đi ngang. Bye bye. Không bây giờ mình xe đậu chỗ nào nhét một chỗ đi mình tới. Đây làm dân xe xe đó. Đó đó đó. Đó. Hello, xin chào quý vị đã đến với kênh channel Người Sài Gòn. Giờ hôm nay em đang ở dưới thị Gò Công Tây, ở thuộc huyện Gò Công Tây ở Tiền Giang. Đó, em xuống ghi lại hình ảnh có một phát từ thiện nước uống nước sinh hoạt cho bà con ở xã Bình Tân. Đó, đây là những giọt nước nghĩa tình do các cựu chiến binh tài trợ. Đó, tại chợ nước sinh hoạt cũng như là 300 thùng nước uống. Dạ, xếp hàng đi bà con ơi. Đây 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 đổi tiền nè. Có bển đó bển, cái can đó bển nó một. Đây đổi đi. Có bình đổi xuống đi. Đó đây là nước sinh hoạt. Cái này nước sinh hoạt, cái này nước sinh hoạt là nước thùng nè. Bên kia là nước cho nước uống. Bên kia là nước sinh hoạt. Nước uống đây không? Nước uống bên kia. Nước sinh hoạt là để đây đi. Nước uống hả? Uống rồi trời. Ghê đổ thùng mà. Kêu để bển luôn. Đi. Kêu để ba canh không bển luôn đi. À ba bình xuống. Đưa chị hai bình đi, mình chị ơi.
Cái này đỏ đùng mà đúng không? Rồi xong. À bên. Để cho họ lấy. Dạ, cái này thôi mà. Lấy chứ. Thôi. Rồi. Hả? Để bên. Để coi nha. Đây. Rồi ba bên. Chưa từ người. Ba phải là quăng bên lên đây. Rồi. Ba bên. Đây là gió luôn. Từ đi, ăn có rồi. Xếp hàng đây rồi. Lấy hai can. Mình phải can đại cái này trước ha. Giờ bước bình trước thôi, tới can sao? Đưa hai bình. Đưa hai bình. Rồi, cô hai bình luôn. Mang một người đi. Xuống cho. Rồi. Chiến binh F-32 hỗ trợ tài trợ. Chưa đã bơm không? Đi căng lại rồi thì bơm cho tới chị rồi. Kỳ quá. Tắm giật qua à. Uổng nước. Cái này là nước uống nha. Uổng lắm. Uổng lắm. Nó uống mày rửa cái bình nó sạch lại. Này nó uống á, không phải nó ấy đâu. Mấy cái bình vô này nó uống. Uống nha. Cái này là nước uống chứ uống anh quả xài nha. Rồi giờ hỏi canh đâu mà giấy đâu lấy ra giấy. Có lấy đây lấy đây nè. Hỏi vậy. Ai đứng bơm xong rồi lấy giấy luôn. Bơm nước xong lấy giấy luôn trơn. Rồi. Bơm xong rồi. Thông báo với bà con mình là cái này là nước uống rồi. Chứ không phải là nước sinh hoạt. Rồi nước uống. Sang vô cho qua lại đi. Rửa bình cho sạch đây. Cảm ơn nhiều. Hai can nè. Người hai can. Nước uống nha. Người hai can đó là ba bầu á. Ba bầu kia. Thằng này tám có vô bầu cái nước.
mẫu luôn. Cái này nó uống nha. Cậu nào cho cậu một thôi, cho ba canh nào cho ba canh một thôi, cho người ta cho ra thôi chứ cho phiếu là không phiếu đó. Cao ha ha canh này nè. Thấy ai đưa giấy đó. Có giấy mới cho hả chú, lại không có giấy được. Không có giấy có cho. Đâu tính trước rồi, tính trước cái giấy tờ thì chấp vô rồi bao nhiêu phần người biết rồi. Xin cho các bạn có tật trong đây nè chú ơi. Thì biết mà bây giờ mình biết rồi dư dư cũng cho chứ làm cái gì. Xin giùm cái bà bờ có tật trong đây nè. Ơi, dư dư cho. Nhưng mà nhớ lấy cái bỏ giấy lại đi. Biết, đại sứ có giấy, đại có giấy, để đưa trước. Cho mấy loại giấy trước đi. Dư mà. Dư không? Này mau đi khói anh. Một bình ngàn thôi. Ngàn thôi à. Chung hết, chung hết. Chung hết á, hai ngàn. Nè, 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 xuống ở bên này, nè, nè, nè. Cầm giấy không? Qua cấm đường kia quay luôn. Bên này dọn nước nghĩa tình. Bên đây con cũng là con cô bác mà ha. À, tờ có hai xe luôn là các cựu chiến binh. Lấy con qua đi. Đây cái trở về đó, đây tao đỡ lên cho trở. Can đâu? Đi trước ra đi, chạy ra đừng nữa. Chở nước về. Ồ, giọt nước nghĩa tình. Và cụ các cụ đây. Ép chiến binh. Cụ chiến binh F3 lá 2 hỗ trợ tài trợ nghĩa tình ở xã Bình Tân. Đó. Huyện Gò Công. Ồ, cho xe qua ha. Kim Thiên ơi. Vô, vô, vô. Tới luôn.